có tư vấn chứ. Xây cái đài liệt sĩ nó như một cái chùa, còn cái ngôi chùa gì nữa. Linh thiêng mà. Mà y như một ngôi chùa. Kim tháp tự tháp á. Vâng. Cái nóc mà mình có cái giếng chợ đi chỗ cái đài nói chuyện lịch sử đó. Trời ơi, không biết có số thấy không nhận đến năng lượng mạnh ghê luôn á. Mình chưa thiền gì hết trơn mà năng lượng đã xuống suối lên cái đỉnh đầu mình rồi. Chỗ đó mà thiền là lý tưởng. Lý tưởng quá trời. Thanh niên trước giờ này nó nhậu. Mà ở đây người ta nhậu người ta hiền lắm. Đúng rồi. Chứ còn mà bậy bạ là có người ta dẹp ngay. Ngồi nhậu như thế là đã có người ta nhắc nhở rồi. Wow, Đức Mẹ đẹp quá. Cái ánh sáng rất là đẹp. Cái đó giữ cao nhiêu quên mất tiêu rồi. Đấy, wow. Có hai chảy. Đẹp quá. Vui trời. Đấy, vui trời. Quá đẹp. Bây giờ cứ ba quán lý vậy đó. Tuyệt vời quá. Này mà thành phố Đà Nẵng sao mà nghèo được. Yeah. Nhiều tòa nhà cao tầng hơn nữa thì chọc trời. Anh chắc cũng phải mua thêm. Cái vị trí của mình là vị trí nằm ngay. Vị trí rất là đẹp. Chính được. Vị trí sân khấu. Sân khấu là trung tâm mình thì đấy. Vị trí đó cũng không mua, cũng không có ai bán. Ai bán. Bây giờ có một vị trí em chiếm rồi thì bây giờ nó cứ muốn mua em không bán nó sao mua được. Còn mua phải trả thật nhiều tiền. Wow, đẹp quá. Quá đẹp. Thôi mình vào xuống. Mình đang đứng đây. Đẹp quá. Quá đẹp. Nên mà ban ngày ấy, ban ngày em đưa anh lên đỉnh Sơn Trà ấy, đẹp lắm. Quá đẹp. Lên đỉnh. Chưa chị ơi, còn cao lắm. Chị lên đỉnh nhá, sương nó mù luôn ấy. Đẹp lắm đó. Từ đây lên đỉnh còn bao nhiêu cây số nữa? Từ đây chỗ này. Đỉnh là cỡ tầm 15 cây. Wow. Cái đó là điểm du lịch mà chị. Lên trên đỉnh đó người ta lên đó chụp hình nhiều lắm.